Với mày uống bia vô rồi. Nãy vô cái nó cũng đỏ vậy nè. Lên lầu đi em ơi. Lên lầu á. Ngồi ngồi đợi chị xíu. Ngồi đây vậy? Dạ, lên lầu luôn chị. Bạn này được em à? Dạ.
trước. Được không? Nó trả tiền rồi. Bây giờ chị dùng rửa. Nãy thì Loan chưa nhìn kỹ nhiều, đỏ chứ chẳng có cái chi. Vô xong, vô xong. Mặt em tà, có dám cậu đâu đâu, để im lâu đó.
Đụng vô. Mặt đẹp mà. Ê, cục ở đây đâu quá à? Ờ, đi rồi đi. Bây giờ nghiệp quá mà, nghiệp quá mà. Đang làm gì vậy?